An, mọi người sẽ thường nghĩ ngay đến phố cổ với những ngôi nhà cổ rêu phong, những con đường nhỏ yên bình hay là những chiếc lồng đèn lung linh đầy màu sắc. Tuy nhiên, tại Hội An còn có một điểm đến vô cùng độc đáo, đó là rừng dừa Bảy Mẫu, nơi mà du khách có thể cảm nhận một Nam Bộ trong lòng phố cổ. Hãy cùng Ngân và Đức vi vu rừng dừa Bảy Mẫu để xem nơi đây có gì lý thú nhé! Rừng dừa Bảy Mẫu là một trong những khu du lịch sinh thái nổi tiếng ở Hội An, cách thành phố Hội An khoảng 3 km. Hôm nay, Kim Ngân và Nhật Đức sẽ vi vu đến rừng dừa Bảy Mẫu bằng đường sông. Và thuyền đáng yêu này sẽ chở chúng tôi xuôi theo dòng sông Thu Bồn. Hiện tại là mình đang trên thuyền để mà đi trên một nhánh của dòng sông Thu Bồn. Để bắt đầu mình sẽ di chuyển đến khu vực rừng dừa Bảy Mẫu. Thì từ cái khu vực mà lúc mà mình bắt đầu đi á, cho tới được rừng dừa Bảy Mẫu là nó tầm khoảng 3 cây số. Lên đến dọc sông Thu Bồn mới nhìn khung cảnh xung quanh, nhìn rất là nhiều thú vị với lại nên thơ, đúng không? Rồi. Sông Thu Bồn như một dải lụa dài vắt ngang qua địa phận tỉnh Quảng Nam. Sáng sớm ngồi trên thuyền nhẹ trôi giữa dòng nước mênh mông xanh biếc, du khách sẽ bị cuốn hút bởi cảnh quan nên thơ xanh mát từ hai bên bờ sông, những làng chài, những chiếc vó vàng rực. Vừa làm đẹp cho cảnh quan, vừa là công việc mưu sinh của người dân. Khi tới gần rừng dừa Bảy Mẫu, chúng tôi được chào đón bởi những chiếc thuyền thúng. Những chiếc thuyền thúng vốn là ngư cụ, nay trở thành phương tiện không thể thiếu khi đến với rừng dừa. Em đã có các trải nghiệm thuyền thúng nhưng mà là ở biển rồi. Còn ở đây thì khi mà ngồi trên thuyền thúng sẽ không có hồi hộp, tại vì không có sóng. Lên trên nó êm đềm hơn là với đi thuyền thúng ở trên biển. Thoải mái hơn. Chú làm nghề này được bao lâu rồi chú? Tầm có 10 năm. Mười năm nên là mới chèo một tay được. Đây là mình quen nghề của mình rồi. Dạ. Còn con mà chèo một tay là chắc là... Thôi là lui là sao? Bơi luôn. Cái này chèo có khó không chú? Cũng khó mà cũng rất dễ. Mới chèo là khó mà cũng quen mà cũng dễ. Dạ. Mình mới chèo là xoay quanh. Nhưng mà cái mà giữ lăng bằng để cho nó được có lắc lư đồ. Ý là không lắc lư, lắc lư thì bình thường thôi, mình bơi bình thường đây là không lắc lư, còn dạ. Mình còn mình sai cái là mình nhún cái là cái thúng lắc lư. Đó bắt đầu. Cứu tôi trời ơi. Ngân có thích lên thuyền trải nghiệm mua thúng không? Có, em sẽ lên. Dạ chú ơi, cho bạn này lên tham gia trải nghiệm với chú nha. Cứu tôi trời ơi. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Đã không? Thôi. Sao rất là hồi hộp vì sắp tới là chuẩn bị sẽ được trải nghiệm mà. Múa thúng. Cảm giác của anh sau khi mà nhảy trên thuyền thúng thì như thế nào? Nói chung là giờ bắt đầu cũng còn cảm thấy là lân lân á, tại vì là lúc mà nó quay xong là mình thấy là quanh mình nó không thấy được cái hình nữa, chỉ có là cứ xoay suốt mà nói chung cảm giác cái người mình thì rất là hào hứng, tại vì nước nó bắn lên trên người mình nữa. Vui thì có vui nhưng mà cũng hơi bị nhức đầu chóng mặt á hả? Em cũng thấy là tại vì em là thích cảm giác mạnh á, cho nên là em cũng rất là thích thú với cái trò chơi này. Chơi nữa không? Thôi tại nhưng mà tại vì chú xoay rất là mạnh cho nên là mình hơi sợ một xíu. Đúng đó là đúng cảm giác là mình muốn văng ra khỏi cái thúng. Tại vì cái thúng nó cũng nhỏ nữa. Anh là cái tay cũng phải bám vô cái này nè. Mình mắt thì cứ nhắm thôi. Giống như này, nếu như mà mình có những cái gì đó buồn phiền, mình ra đây mình chơi thuyền thúng là chú sẽ muốn cái đúng văng rồi. Ra hết luôn. Rừng dừa Bảy Mẫu là một cái địa điểm du lịch khá là thú vị mà mới mẻ. Khi mà du khách đến Hội An thì người ta sẽ trải nghiệm được vừa là phố cổ nè, sau đó ra đây là trải nghiệm được cái chút hương vị miền Tây ở đây. Đúng rồi. Chào chú.
anh theo em về mà miền Tây. Thằng tí nó hóng chuyện ai về là mình đây. Dưới chỗ em nơi đây nhiều mùi hay. Anh cứ nhậu thoải mái, có xỉn em vào thay. Lắc lư trên thuyền thúng giữa rừng dừa, cảm nhận nhịp sống chậm rãi của dòng sông, hít thở không khí trong lành, tận hưởng sự yên bình của cuộc sống là điều mà du khách sẽ nhận được khi phi vu đến rừng dừa Bảy Mẫu. Bằng sự thạo nghề đến mức điêu luyện, các cô chú chèo thuyền thúng đưa chúng tôi phi vu qua những con kênh rạch, hai bên là những hàng dừa xanh ngát. Việc lênh đênh trên mặt nước bồng bềnh theo từng ngọn sóng khiến cho chúng tôi có cảm giác như lạc đến miền Tây sông nước. Tại sao em thấy ở đây rất là rộng lớn nhưng mà lại có tên là rừng dừa Bảy Mẫu à? À, cái tên rừng dừa Bảy Mẫu là do khi xưa ban đầu thì nó chỉ có Bảy Mẫu thôi, và cái người dân ở đây thì người ta quen với cái tên gọi đó thì người ta gọi luôn cho tới khi mà bắt đầu rừng dừa Bảy Mẫu được khai thác trở thành du lịch, điểm du lịch. Theo thời gian thì cái diện tích của rừng dừa ở đây nó tăng lên khá là đáng kể, và hiện tại thì nó phải là trên 100 hectare rồi. Tuy nhiên là cái tên thì nó vẫn gắn liền với cái địa điểm ở đây nên là người ta vẫn cứ gọi là rừng dừa Bảy Mẫu theo một cái tên rất là quen thuộc. Từ rừng dừa, chúng tôi dạo bước đến làng quê Yên Bình ở Hội An để tiếp tục khám phá những điều mới lạ ở nơi đây. Sau khi mà tụi mình đã cùng nhau được trải nghiệm đi thuyền thúng ở ngoài kia, khi mà đến với rừng dừa Bảy Mẫu thì mình sẽ có thêm những cái trải nghiệm rất là thú vị và nó gợi nhớ về tuổi thơ của rất là nhiều người. Thì trước mặt mình là những cái tàu lá dừa này nè. Thì Ngân biết là với cái tàu lá dừa này thì mình sẽ làm gì không? Mình sẽ làm thành những con vật giống như vậy đúng không? Ừ, đúng rồi. Giờ thì mình sẽ dùng những cái này để mình có thể thắt thành những cái con vật như phía trước là mình có thấy ha. Thì giờ ví dụ như là với con cá này hay là con chim hạc, con cào cào thì Ngân thích làm con gì? Ngân sẽ làm con cá. Giờ thì mình sẽ bắt tay vào việc là mình chuốt gọt cái tàu lá dừa này. Tuổi thơ của những ai gắn bó bên hàng dừa có lẽ từng trải qua những kỷ niệm đáng nhớ khi vui chơi cùng chúng bạn, từng lấy lá dừa làm cào cào, chong chóng, kết thành con cá, con chim. Làm con vật từ lá dừa đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ qua từng công đoạn chi tiết. A few moments later. Bây giờ là đã trải nghiệm xong cái phần làm lá dừa này rồi thì không biết là ở khu rừng dừa Bảy Mẫu của mình á còn có những cái hoạt động trải nghiệm gì khác không ha? Ngoài việc mà có những cái trải nghiệm mà vui chơi như thế này á thì mình sẽ còn có những trải nghiệm về ẩm thực, về ăn uống. Thì có một món mà Đức nghĩ là Ngân nghe tên thì sẽ thấy quen, nhưng mà khi trải nghiệm thì mình sẽ thấy rất là nhiều cái điều nó lạ. Nghe Đức nói thì Ngân cũng cảm thấy rất là hào hứng và khá là đói bụng rồi. Thì thôi bây giờ mình đi thôi. Bây giờ thì mình sẽ biến hình để trở thành những đầu bếp chuyên nghiệp nha. Ok. Bây giờ thì mình đã cảm thấy mình trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp rồi đó. Với cái bộ đồ này thì mình sẽ bắt tay vào việc là làm ngay cái món bánh cuốn đầu tiên ha. Ok. Mình sẽ có một tô bột bánh cuốn làm từ bột gạo ha. Trong này thì đã được nêm nếm sẵn gia vị và có thêm hành. Nó có ăn được hành không? Có chứ. Ok, vậy được ha. Và sau khi mà mình có bánh cuốn xong á thì đây là nhân của bánh cuốn. Và với cái thành phần tiếp theo là mình có mỡ hành nè, có dăm bông với lại hành phi. Tiếp theo mình sẽ bắt tay vào mình làm. Bắt đầu mình sẽ mở nồi ra và mình đổ cái bột này vào chính giữa của tấm vải ha. Sau đó thì mình xoay tròn. Giờ thì mình đóng nắp lại, chờ một phút. A few moments later. 1, 2, 3. Wow. Ngân sẽ ăn được mấy cuốn như thế nào? Ngân nghĩ là ăn được tầm 4 cuốn. 4 cuốn. Vậy thì giờ mình sẽ làm đủ cho mình ăn luôn ha. Okay. Mình sẽ làm 4 cuốn rồi.
Du khách hãy tưởng tượng mình đang đứng giữa một khu rừng dừa xanh tươi bao bọc bởi không khí trong lành. Với sự sáng tạo của mình, du khách có thể tùy ý chế biến theo khẩu vị riêng, tạo ra những chiếc bánh cuốn vừa ngon miệng, vừa thể hiện sở thích cá nhân. Chứ bộ nhìn cũng chuyên nghiệp lắm á. Với lại sản phẩm mà mình làm ra thì mình thấy ngon chứ đúng không? Giờ mình sẽ ăn luôn tại bếp luôn cho nó nóng. Với lại hiện tại thì mình sẽ ăn món này cùng với lại chả bò, một cái loại đặc sản của Quảng Nam Đà Nẵng. Em ăn thử đi, đây là món mà du khách khi đến đây rất là thích. Sau khi thưởng thức cái thành phẩm của mình thì Ngân thấy thế nào? Ngân cảm thấy rất là vui bởi vì ngày hôm nay mình đã biết thêm một cách làm món bánh cuốn. Ngày thường mình chỉ có ăn thôi chứ mình chưa có cơ hội để mà vào bếp làm món này. Rất là cảm ơn Đức ngày hôm nay đã cho Ngân được trải nghiệm rừng dừa bể mẫu cũng như là một cái nhìn rất là khác về Hội An. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Vivu Việt Nam. Ngân nghĩ rằng sau chương trình quý vị sẽ cảm thấy vô cùng thích thú khi đã cùng Ngân và Đức khám phá rừng dừa bể mẫu ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo để chúng ta có thể cùng nhau Vivu khám phá thêm nhiều điều thú vị nữa nhé. Xin chào!